Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, bây giờ là 5:23 sáng của ngày 30 tây tháng 6 năm 2017, tức là 7:23 tối của ngày 30 tháng 6 2017 giờ Việt Nam. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết là ngày 29 tháng 6 giờ Việt Nam thì một phiên tòa đã diễn ra để xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người đấu tranh dân chủ, một người mẹ hai đứa con nhỏ, một cái bản án nặng nề là 10 năm tù. Đơn giản là bởi vì cô là một người đấu tranh cho dân chủ dân quyền, là một người đấu tranh mạnh mẽ để đòi hỏi Formosa rút khỏi Việt Nam, đòi hỏi chính quyền minh bạch trong vấn đề bảo vệ Formosa. Mẹ nấm cũng là một người mà thưa quý vị cũng đã được quốc tế công nhận là những phụ nữ can đảm, vân vân. Và cô cũng là một blogger trong mạng lưới blogger Việt Nam. Theo dõi cái phiên tòa tại Nha Trang ngày 29 tháng 6 vừa qua, phải nói rằng không riêng ở hải ngoại mà ngay trong nước, mà không phải ngay tại Nha Trang mà toàn thể các tỉnh thành đều dõi về cái phiên tòa này. Và trên Facebook tràn ngập những bài tin, những bản tin, những bài viết về mẹ nấm, và đặc biệt rất nhiều cái video tường trình chị Tuyết Lan là mẹ của mẹ nấm từ nhà đi đến phiên tòa như thế nào và những người bạn đồng hành ra làm sao. Thì thưa quý vị, mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và chị Tuyết Lan là mẹ của mẹ nấm, để chúng ta có thể nghe được cái nỗi lòng, những cái cảm xúc của một người mẹ, một người mẹ già lớn tuổi mà đang phải thay người mẹ trẻ nuôi hai đứa cháu ngoại là Nấm và Gấu. Vâng, trước hết Nghi Lữ chào chị Lan. Thưa chị có thể, dĩ nhiên là cái phiên tòa xử như thế nào, kết quả thế nào và cái hoạt động của mẹ Nấm như thế nào mọi người đều biết rồi, nhưng chị có thể điểm qua những cái điều mà chị không thể nào quên được trong ngày 29 tháng 6 vừa qua khi đi tham dự cái phiên tòa xử con gái mình, mời chị. Thì cũng như là người ta thông báo là phiên tòa ngày 29 tháng 6 là được xử công khai của con gái tôi Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Nhưng là trước đó là an ninh đã tới nhà tôi và bảo là cô không được tham dự. Tôi nói là tôi vẫn tham dự cho dù tôi có bị giết, bị đánh, bị đập. Và tôi nói rằng tôi chẳng có cái gì để mất, tôi chỉ có một mẹ một con mà thôi. Cho nên tôi vẫn đi. Và tôi nói đừng đứng gần tôi, bởi vì lúc đó tôi sẽ làm những cái hành động mà không ai kiểm soát được. Thì ngay cái buổi chiều ngày 28 đó, là buổi chiều khoảng 4 giờ chiều là họ đã đổ hơn 10 người canh cửa nhà tôi. Nhưng mà tôi vẫn bình thường, sáng tôi đi lễ thì họ cũng đi theo 5 người đi lên nhà thờ. Đi theo tôi lên nhà thờ thì tôi đi về. Đi về thì đúng 7:15 tôi đi ra khỏi cửa. Đi ra khỏi cửa bằng tôi đi bộ để tôi cứ coi họ phản ứng của họ thế nào. Và lúc đó là trong lòng tôi đó đi và một là phần thì thương con, một phần thì đầy uất hận. Và tôi đi, nhưng mà họ không có cấm cản tôi. Họ không có cấm cản tôi đi bộ một khúc xa. Thì họ đi theo tôi nhưng mà họ đi cách xa tôi. Thì trên cái đoạn đường đó tôi đi đến tòa án. Thì khi tôi đến tòa án thì tất cả tòa án đã bị ngăn chặn bởi những cái barrier sống, là cấm khu vực, cấm vào, cấm chụp hình. Thì tôi vẫn đi thẳng vào đó. Thì hai an ninh tỉnh, một người tôi nhận ra, người đó tên là Lâm. Họ nói không được vào. Tôi không nói tiếng nào, tôi chỉ hất cái tay họ ra và tôi vào. Hình như họ đã có cái sự mà họ cũng biết rằng là tôi sẵn sàng bộc phát về và phản kháng. Cho dù tôi đã nói là tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng của tôi nếu tôi không được đến tòa, thì từ đó thì họ mới dạt ra và tôi vẫn đi vào. Tôi đi vào cổng tòa án, khi văn vọng tôi cổng thở yêu cầu tôi bỏ giỏ lại, bỏ dép lên bàn để qua máy soi an ninh, rồi đứng soi an ninh, rồi họ kiểm tra an ninh qua quần áo như mỗi lần mình đi qua sân bay, rồi họ dẫn tôi vào phòng riêng xả tóc ra đưa kẹp cho họ coi thì có dấu cái gì không. Sau những cái đó thì họ lại dẫn tôi một cái phòng,
Tôi cứ tưởng tượng mà tôi tưởng rằng là tôi được ngồi cùng phòng với con tôi. Thì nhưng không, họ đưa cho tôi một cái phòng khác. Một phòng khác chỉ được thấy con qua cái hai cái màn hình mà thôi. Và thì tôi cũng thấy họ luận tội con tôi như cái điều mà họ 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 đã viết trong bản cáo trạng, và họ nói là con tôi đã thừa nhận nhận tội, nhưng mà sự thật là con tôi thừa nhận là con tôi có cái điều đó, nhưng cái đó là cái quyền tự do của con tôi. Con tôi dùng cái, người ta hỏi tại sao là tuyên truyền chống phá nhà nước, thì con tôi nói là con tôi dùng cái Facebook của con tôi như một cái trang nhật ký để nói về cảm xúc, về trao về hình ảnh, về chụp hình chia sẻ, về chụp hình, về chia sẻ về nhà. Và trước đó con tôi đã viết nhiều cái về những cái đơn để mà kiến nghị về những cái lỗ hổng của xã hội, về những cái mặt của xã hội chưa được tốt mà không ai trả lời, cho nên con tôi, tất cả những tâm tư của con tôi đều viết trên Facebook. Thì qua luận tội thì tôi thấy con tôi đối đáp rất là vững vàng và rất tự tin. Có những lúc họ đang nói thì họ không cho nói nữa. Và đó là tới trưa thì khoảng 11 giờ 50 thì tôi thấy viện kiểm sát ông Lê Anh Trung ổng đề nghị mức án là 8 tới 10 năm. Và tôi biết là như vậy là con mình sẽ ở trong cái khung án là 10 năm rồi. Và chắc lẽ con tôi khi nghe cái điều đó thì nên con tôi cũng đã biết là mình ở đâu rồi. Thì trưa đó tôi đi về, trưa tôi đi về thì chiều 2 giờ tôi lại quay lại để sẽ nghe cái phần tranh luận. Thì như các anh chị đã biết, trên cái Facebook của anh luật sư Nguyễn Cả Thành, Lê Luân và Võ Ông Đôn đã tường thuật lại, họ không cho một phiên tòa mà không có tranh luận. Thì rồi bắt đầu họ trong trong cái đó có một cái mà rất là vô lý, rất là vô lý, là cái giám định tư tưởng, giám định viên. Thì họ dùng những cái bài Facebook của con tôi đó, họ đưa cho một cái ban gọi là ban giám định. Thí dụ như tôi, ví dụ như chữ tôi nói là tôi đi chợ với một người bình thường thì không sao, nhưng mà với một cái người như Quỳnh thì nó đi chợ, thì cái người giám định tư tưởng nói à đây là cái một cái ám chỉ hay là một cái mật lệ mật khẩu gì đó, đi tra chợ là để sẽ là móc túi hay là giết người. Họ dùng cái suy nghĩ của người giám định viên nó để áp đặt vào cái suy nghĩ của con tôi và kết tội con tôi là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì con tôi yêu cầu là phải đối chất với giám định viên, nhưng mà họ nói là không có cho cái quyền đối chất này, con tôi không có quyền. Và sau đó thì khoảng gần 5 giờ, gần 4 rưỡi 5 giờ thì họ mới cho con tôi nói lời sau cùng. Thì con tôi có yêu cầu là, à cái, tôi quên nói cái điều quan trọng là khi mà vô phiên tòa là cái luật sư Nguyễn Hòa Luân, vì mẹ gia đình ông có tang cho nên ông không thưa, và con tôi có yêu cầu thêm một luật sư Huy Sơn, nhưng tòa không cấp giấy chứng nhận cho ông đó, trên con tôi có đề nghị hoãn phiên tòa. Nhưng vị chánh án đó họ trả lời, ông Viên ông trả lời cho dù không có, ngay cả ba luật sư còn lại Hà Huy, Võ An Đôn, tiến hành tố tụng chứ không có hủy gì hết, con tôi không có quyền. Và sau khi nói lời cuối cùng thì con tôi có nói rằng là cái phiên tòa này con tôi, Facebook là con tôi để trải những cái suy nghĩ của con tôi, để nói về những cảm nghĩ chia sẻ của con tôi, chứ không. Và thứ hai là con tôi yêu cầu đối chất với lại giám định viên tư tưởng. Cái thứ ba là yêu cầu cái phiên tòa này có sự giám sát của một ủy ban nhân quyền quốc tế. Và con tôi cũng nói lời sau cùng như là xin nói lời sau cùng như là luật sư Luân, Lê Văn Luân đã nói là con cảm ơn mẹ, con cảm ơn các con là vì 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 lý tưởng của con cho nên con phải xa gia tôi phải xa gia đình thời gian quá dài, nhưng cái điều đó là nó không có, đại khái là tôi không tôi, bây giờ là đại khái là con không, đại khái là cho nên con không có làm gì mà để cho, và về công ty chắc không có đáng làm gì để cho là phiền lòng. Xin lỗi mẹ đó, vì cái lý tưởng của con mà phải xa gia đình và con không làm điều gì để cho mẹ phải buồn phiền, và con nghĩ rằng là các con sẽ tự hào vì con. Và con tôi cũng có quay và nói với lại là
một xã hội độc tài đảng trị thì không thể nào tiến bộ được. Vậy thì phải có một xã hội mà tiến bộ được đó, là chỉ phải người dân phải được có quyền tự do, nhất là tự do diễn đạt ý nghĩ của mình, được nói những cái điều mình nói, và tự do và một sợ và phải phải được hạnh phúc. Thì mong mọi người là hãy bước qua cái nỗi sợ hãi riêng của bản thân mình để xây dựng một xã hội tốt đẹp Vâng. hơn. Đó Vâng thưa chị. đó là điều mà con tôi đã nói.